Gia chủ mãi mê làm việc mà không ngờ tên trộm đã lẻn vào nhà giở trò. Vụ việc xảy ra khi trong nhà chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Tuy nhiên có vẻ như người này đang quá tập trung vào công việc đang làm nên không để ý rằng chiếc xe đã không cánh mà bay từ lúc nào. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng nếu như quá chú tâm vào công việc thì rất khó có thể bao quát được những gì diễn ra xung quanh. Có vẻ như đây cũng là lý do mà nhiều kẻ gian đã lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản tại những nơi ít thành viên có mặt trong nhà. Để hạn chế thấp nhất các thiệt hại, tốt nhất sau khi đi làm về, các chủ phương tiện nên đưa xe vào nhà. Nếu để trước cửa hay ngoài sân thì cần có khóa càng, khóa xích. Với điện thoại di động, túi sách, bóp cầm tay hay máy tính xách tay thì cần để ở chỗ kín đáo, không nên sạc pin hoặc để gần cửa ra vào, nơi từ bên ngoài bước vào là nhìn thấy ngay. Dù ra ngoài chốc lát thì gia chủ cũng nên khóa cửa cẩn thận, đề phòng trộm rình rập, cưỡng tài sản chỉ sau vài phút sơ hở. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!